Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang cầm là con Olympus Go 300 nha. Con này có size là 8.000, siêu khủng các bạn. Tương ứng với cước số 3 nó quấn được 460m. Số 6 được 220m và số 8 được 160m nha các bạn. Con này thì có một viên động nhé. Xuất xứ tại Nhật Bản. Tay cầm này mình có thể tháo rời được nha mấy bạn. Đó rất là êm. Màn hình mới 90% nha các bạn.